giáo cùng toàn thể các bậc phụ huynh thân mến. Tôi là Thanh, một giáo viên mầm non, hiện đang công tác tại một trường mầm non trên địa bàn Hà Nội. Tôi rất vui khi được chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân với mọi người ngày hôm nay với chủ đề Khám phá thế giới xung quanh dành cho trẻ 4 đến 5 tuổi. Ở tiết học trước, tôi đã giới thiệu với các quý thầy cô cách để các bé 5-6 tuổi hứng thú tham gia vào hoạt động khám phá thế giới xung quanh. Ở tiết này có sự khác biệt một chút vì đây là lứa tuổi 4-5 tuổi. Các bé nhỏ hơn sẽ cần nhiều hơn sự chú ý và hỗ trợ hướng dẫn của các thầy cô giáo cùng các bố mẹ để các bé thực hiện các hoạt động khám phá và học hỏi. Các bạn có biết không, giai đoạn lứa tuổi mầm non là giai đoạn phát triển đầu đời rất nhạy cảm nên cần được rất nhiều sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ với trẻ. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để hình thành những ý niệm về thế giới xung quanh và phát triển cho trẻ những kỹ năng nhận thức cơ bản như kỹ năng quan sát, so sánh, khái quát hóa, từ đó hình thành cho trẻ sự nhạy bén và ham học hỏi. Cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh sẽ cung cấp cho trẻ vốn hiểu biết những gì về xung quanh mình như cỏ cây, hoa lá, chim muông hay môi trường xã hội, công việc của mỗi người trong xã hội, mối quan hệ của con người với nhau và trẻ sẽ có sự hiểu biết về chính bản thân mình. Tôi vẫn còn nhớ một hình ảnh em bé chừng 4-5 tuổi khi về quê chơi, nhìn thấy đàn gà con mới nở, em bé vô cùng sung sướng reo lên. Mẹ ơi, con chim kìa! Mẹ em bé ra sức giải thích. Con ơi, đây không phải là con chim, mà là con gà mới nở con ạ. Rồi cho bạn ấy được quan sát, tìm hiểu về con gà và cứ như thế liên tục các câu hỏi được đặt ra. Mẹ ơi, sao con gà này nhỏ thế? Tại sao con gà cứ thích chui vào trong cánh của gà mẹ? Mẹ ơi, bạn gà kia đi tìm cái gì mà cứ đi vòng quanh tường? Và còn rất nhiều câu hỏi khác được đặt ra nữa mà mẹ bạn ấy trả lời không xuể. Các bạn biết không, tâm hồn trẻ rất ngây thơ và trong sáng. Trẻ chơi mà học và học bằng chơi. Thế giới xung quanh qua lăng kính chủ quan, tất cả đều mới lạ với biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Và vì sao lại thế? Hay vì sao thế nhỉ? Luôn là những câu hỏi thắc mắc, là những điều trẻ luôn khát khao muốn biết và tìm hiểu và khám phá. Chính vì thế, là một giáo viên mầm non, tôi luôn tìm tòi những nội dung, phương pháp lấy trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trong quá trình tham khảo nhiều tài liệu khác nhau, tôi nhận thấy có thể tận dụng một cách hữu ích những bài học được soạn trong cuốn sách Bé vui khám phá thế giới xung quanh để giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh một cách trực quan và sinh động. Bởi vậy hôm nay, tôi muốn giới thiệu với các quý thầy cô cùng toàn thể các bậc phụ huynh bộ sách mà tôi nhận thấy có rất nhiều điểm sáng giúp bé vui khám phá thế giới xung quanh. Bộ sách Bé vui khám phá thế giới xung quanh gồm 3 cuốn được biên soạn dựa theo chương trình giáo dục mầm non thuộc nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Mỗi cuốn sách được đảm bảo tính giáo dục, khoa học và phù hợp với từng lứa tuổi. Nếu các bạn có vướng mắc gì trong việc tạo hứng thú cho trẻ thì đừng có lo, bởi vì trong cuốn sách này trẻ không những được làm bài tập, chơi các trò chơi mà trẻ còn nắm được những kiến thức cơ bản với các chủ đề gần gũi trong cuộc sống của trẻ như động vật, thực vật, phương tiện giao thông, đồ vật thân thuộc với trẻ, đảm bảo cho trẻ được học một cách nhẹ nhàng theo đúng phương châm chơi mà học, học mà chơi. Không những thế, các bài tập trong sách được thiết kế ở mức độ đơn giản nên vừa đảm bảo được tính tự lực ở trẻ, vừa tạo cơ hội cho giáo viên và phụ huynh gắn kết, đồng hành với trẻ ôn lại các kiến thức môi trường xung quanh. Các hình ảnh màu sắc trong sách rất là đẹp, rõ nét, để lại ấn tượng tốt và hình thành tình yêu sách đối với trẻ. Hy vọng rằng bộ sách Bé vui khám phá thế giới xung quanh này sẽ là một phương tiện hữu ích giúp giáo viên mầm non và phụ huynh đồng hành, hỗ trợ trẻ trong quá trình trẻ khám phá những điều thú vị về thế giới xung quanh. Hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ về cách mà tôi triển khai cụ thể với một tiết học sử dụng cuốn sách Bé vui khám phá thế giới xung quanh dành cho trẻ 4-5 tuổi với đề tài Động vật sống trong rừng, cụ thể là tìm hiểu 3 con vật, voi, hổ và khỉ.
đến với hoạt động đầu tiên, hoạt động ổn định tổ chức gây hứng thú. Với hoạt động này có mục đích ổn định trẻ để trẻ tập trung chú ý và giáo viên tạo hứng thú đối với trẻ trước khi vào nội dung chính của bài học. Tôi đã thực hiện như sau: cô giáo đóng vai trò hướng dẫn khách tham quan xem phim về các con vật, phát cho mỗi trẻ một hình các con vật sống trong rừng. Trẻ đeo thẻ vào cổ của mình, cùng cô lên tàu hát và làm theo động tác bài hát "Ta đi vào rừng xanh". Ta đi vào rừng xanh giúp trẻ hứng thú và vui vẻ bước vào tiết học một cách nhẹ nhàng. Ta đi vào rừng xanh, ta đi vào rừng xanh, có gì vui và thích thú cho bằng. Nhìn nai con đang khóc nhẹ bên suối, nhìn voi con đang uốn cây vòi. À quá hay, con gà con nó bay, nhìn lên cây thấy con chim hót cười. Ta đi vào rừng xanh, ta đi vào rừng xanh. Trong hoạt động này, giáo viên cần chuẩn bị các thước phim có màu sắc chân thực, phim hoạt hình hoặc phim thật, chiếu phim động vật hoang dã kèm các âm thanh sống động để các bé có thể tiếp cận trên nhiều giác quan khác nhau. Giáo viên cần bao quát lớp, chú ý tới phản ứng của trẻ khi tham gia để có những điều chỉnh thích hợp nhằm hướng tới hứng thú của các bé trong quá trình thực hiện. Đến với hoạt động 2, hoạt động khám phá. Trong hoạt động này, giúp trẻ gọi đúng tên, nhận xét được những đặc điểm như màu sắc, hình dạng, cấu tạo, vận động, ăn uống của một số động vật sống trong rừng, cụ thể là con voi, hổ, khỉ. Trẻ biết được sự đa dạng, phong phú của các động vật sống trong rừng. Trong phần nội dung chính này, đầu tiên, trẻ sẽ được tìm hiểu các con vật một bằng cách giáo viên cho trẻ tự nói lên hiểu biết của mình về các con vật đó, giúp trẻ nhận ra được các đặc điểm đặc trưng cơ bản của các con vật mà cô giáo đưa ra. Tiếp theo, giáo viên để trẻ so sánh các con vật, giúp trẻ nhận biết, phân biệt rõ ràng hơn các đặc điểm của các con vật đó. Sau đó, giáo viên khái quát lại các kiến thức cho trẻ. Cuối cùng, giáo viên giới thiệu thêm một số các động vật sống trong rừng ngoài con hổ, khỉ và voi mà trẻ vừa được tìm hiểu. Tiếp theo đến phần khái quát. Cô giáo sẽ khái quát voi, hổ, khỉ tuy có đặc điểm khác nhau nhưng đều sống trong rừng, phải tự kiếm ăn, tự bảo vệ mình. Chúng còn được gọi chung là động vật sống trong rừng. Sau đó, giáo viên mở rộng và đặt câu hỏi cho trẻ. Ngoài con voi, hổ, khỉ, còn có những con vật nào sống ở trong rừng nữa? Cô giáo cho trẻ xem băng hình một số con vật khác như hươu, gấu, sư tử, ngựa vằn, chó sói. Xem đến con nào, cô giáo hỏi tên và hỏi thức ăn của các con vật đó. Trong mỗi một hoạt động không thể thiếu phần giáo dục trẻ. Đối với đề tài này, giáo viên giáo dục trẻ, những con vật sống trong rừng đều có ích. Và khi tham quan vườn bách thú, các con nhớ là không được trêu chọc, không lại gần chuồng các con thú dữ. Ở lứa tuổi trẻ 4-5 tuổi, bước đầu đã biết phân nhóm, giáo viên có thể cho trẻ phân nhóm các con vật theo đặc điểm như động vật, dữ, hiền, hay xếp các con vật theo kích thước to nhất, nhỏ hơn. Ở hoạt động này, giáo viên và các bậc phụ huynh lưu ý khuyến khích trẻ nói lên hiểu biết của mình về các con vật. Đặc biệt, rèn trẻ nói đầy đủ câu để giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ. Đến với hoạt động 3, hoạt động củng cố, giúp trẻ củng cố lại các kiến thức vừa học. Phần này, củng cố các thông tin cho trẻ, chúng ta có thể cho trẻ trải nghiệm với hai hoạt động. Hoạt động thứ nhất, hoạt động tìm nhà. Cô giáo dán hai bức tranh tượng trưng cho hai ngôi nhà. Nhà có thịt, nhà có lá, quả, củ. Trẻ vừa đi vừa hát. Khi có hiệu lệnh tìm nhà, trẻ có thẻ con vật nào sẽ chạy về nhà có thức ăn của con vật đó. Cô cho trẻ chơi hai lần. Lần sau, cô có thể cho trẻ đổi thẻ với nhau. Hoạt động thứ hai, có thể sử dụng các bài tập ở trong sách Bé vui khám phá thế giới xung quanh 4-5 tuổi bằng cách phát cho mỗi bé một quyển hoặc in bài tập ra phát cho các bé. Ví dụ, đối với đề tài này, tìm hiểu các động vật sống trong rừng, trong sách có bài tập
Bé hãy nối hình ảnh các con vật với thức ăn yêu thích của chúng ở trang số 8. Với bài tập này, giáo viên có thể tổ chức theo hình thức nhóm hoặc hình thức cá nhân đều được. Trong hoạt động này, không những giúp các bé nhớ lại tên các con vật và đặc điểm của chúng, mà còn giúp các bé được mở rộng thêm về đặc điểm, tập tính, nơi ở của các động vật đó. Các giáo viên cần lưu ý nhắc lại cho trẻ các đặc điểm về các loài vật đã được học ở hoạt động 2 để kết nối với thông tin ở hoạt động 3 này. Có thể tận dụng các nguồn tư liệu, không những sách của nhà xuất bản Phương Nam mà còn có các tranh ảnh, sách báo hàng ngày trên kênh truyền hình cũng có thể được sử dụng. Tôi mong rằng với một chút chia sẻ về phương pháp cũng như giới thiệu với quý vị bộ sách Bé Vui Khám Phá Thế Giới Xung Quanh sẽ góp phần giúp quý thầy cô cũng như các bậc phụ huynh thêm kinh nghiệm để giúp trẻ hứng thú trong việc tìm tòi khám phá môi trường xung quanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!